À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn làm ba cái sam luôn các bạn ơi. Thì đây mình có ba cái cây sam trái này thì cũng dâm từ cái rễ các bạn. Thì sau khi dâm nó thì cũng có uống nó một một nước các bạn. À, rồi là bỏ đây thả rừng nó các bạn. Giờ nó lên lùm xùm quá trời luôn nè. Đó thì những cái cây sam trái này là những cây mà mình cắt từ cái rễ nó các bạn. Ha, cắt từ cái rễ của cái cây sam trái ra rồi dăm nó mới độc lạ thế này nè. Bạn thấy nếu mà mình trồng từ cái cây bằng hạt á thì cái bộ rễ nó không được gì các bạn, hoặc là mình trồng cái cây từ chiếc nhánh á, thì cũng không được đâu. Nó rất là khó được cái cây mà nó quái lạ thế này, thành ra đặc biệt là cắt cái rễ các bạn ha. Mình chia sẻ bạn nhiều lần rồi, cắt rễ mà ra dăm á, thì nó có những cái rễ rất là độc lạ các bạn đó. Mà những cái rễ này á, thì có thể là nó thừa nằm trong những cái cây. À, những cái cây của mình nó có thể nó thừa cái rễ thì mình có thể mình cắt nó ra đó, để mà mình dâm thì nó có những cái rễ nó cây độc lạ thế này các bạn. À, những cái nhánh này mình cắt ra thì mình có thể mình dâm nó cũng lên được nè các bạn. Nhánh nhỏ nhỏ này nè, đặc biệt là mình dâm cành đó, thì mình nên dâm những cái nhánh nhỏ vậy các bạn, thì nó lên rồi sau này mình sửa nó cũng dễ, mà lại nó dễ sống các bạn, chứ mình dâm nhánh lớn quá thì nó khó sống. À, nếu mình làm mini thì mình nên dâm những cái cành nhỏ nhỏ thôi. Thì giờ trước mắt là mình làm trước cái cây ha. Một cây thì mình cắt tỉa nó các bạn, mình cắt những cái nhánh nó dư thừa đi. Cái này bởi vì mình thả rừng nó các bạn ơi, thành ra là nó lên quá trời luôn rồi. Đó, bây giờ để mình cắt những cái nhánh dư thừa này hết đi, rồi mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách đó là mình cái ý tưởng ngay từ ban đầu để mà mình định hình cái cây nó các bạn. Đó. Như cây này thì mình để mình cắt nó ra là mình chia sẻ cái ý tưởng mà ngay từ ban đầu mà mình định hình nó ra, để sau này nó có một cái cây tương lai đó, nó chuẩn theo cái ý ban đầu của mình các bạn đó. Thì trước mắt thì mình cắt tỉa cho nó trống ra đó, nó sạch sẽ ra đó. Các bạn thấy nếu mà bây giờ mình lấy cái mặt tiền á, cái cây này bây giờ vậy đúng không, mà mình lấy mặt tiền mình phải lấy đây nữa các bạn đó, nó đổ xuống thì mình muốn lấy mặt tiền này, nhưng mà mình giữ cái nhánh này nè các bạn thấy, một một cái này là hai cái này á, thì mình làm cái tay cành của nó đó, để mình uống cái này đi thì lại các bạn thấy cái này nó ngay cái tầm nhìn của mình. Nếu mà cái tán này nó rộng ra sau này nó lớn ra đó, nó sẽ thành một tán đây nè. Nếu mình lấy nhánh này thì nó sẽ khuất cái co lắc của đầu tiên của nó đi, cái co đẹp của nó nè các bạn thấy không, trên nó rớt xuống lắc qua. Thì như vậy á, mình lắc qua đó thì cái co đầu tiên lắc qua đó, là mình để trống, để trống cái mặt này thì mình không nên để cái nhánh này các bạn đó, nên cắt bỏ nó luôn nè ha. Đó, cái thứ nhất là mình cắt bỏ xong đó, thì mình lắc nó qua luôn, lắc theo cái co này nữa các bạn. Đó, bạn thấy không, nó đi qua luôn, thì cái nhánh này là cái nhánh đầu tiên nữa các bạn đó. Khi mình lắc nó qua đó thì cái nhánh này nó sẽ nằm đây nữa, nó tạo cái tán đầu tiên đó, từ đó là mình mới rớt cái xuống rồi. Thì còn lại cái nhánh này, và thấy cái nhánh này á, mình có thể mình làm, mình uống nó qua mình làm cái cành lợp theo cái cành này được không ạ ha. Còn không nữa đó thì mình cắt bỏ cái nhánh này, bỏ cái nhánh chủ này đi, mà mình dựng cái nhánh chủ ở đây nữa các bạn. Khi mình uống nó qua đó ha, mà thấy uống qua thì nó có một cái mầm ở đây nè đó, thì cái mầm này mình có thể sau này mình làm nhánh chủ nó thì nó hay hơn đó. Nó chung một chủ, tức là chung một cốt lên, chung một cốt lên thì cái nhánh chủ nó đi lên, cái nhánh một cái nhánh đi hiện bên nay đó, nhánh dài này mình cho nó lọt theo với cái cành ba này đó. Vậy thì mình nếu mình làm gì lâu dài cho đẹp đó, thì mình nên lấy cái nhánh này ha, cái này thừa rồi các bạn, mình nên lấy nhánh này, bỏ nhánh này các bạn ha. Đó, bỏ này sẵn đây thì mình dùng cái kèm cạp, mình cạp nó luôn nha, cạp bỏ cái phần này các bạn, bỏ phần này để cho nó thông cái cây luôn các bạn. Cách kẹp cầm cạp á thì các bạn nên cạp từ ít ha, không có nên mà lúc sâu vô dùng cạp đó. Một là nó làm cho hư cây, hai là có thể nó hư cái kèm các bạn. Kèm cạp này á, là nó ăn rất là sâu ha, nó ăn rất là mạnh, thành ra mình cho nó ăn ít ít thôi thì nó mới đẹp cho cái cây, một thứ hai nó không hư cây kèm các bạn. Nó có bạn là phàn nàn cho mình là cái kèm là cạp nó bị rẫy ngay đây luôn à,
các bạn tưởng tượng nếu một cái thân cây bự mà mình đưa vô mình cạp hết ra của cái này vô thì nó ăn rất là sâu rồi. Thành ra nó rất là dễ hư cây kè. Thứ hai nữa nó không đẹp cái mặt cắt này đâu. Thành ra mình nên cạp á từ ít quá ha, mình nên cạp từ chút chút thôi thì nó sẽ đẹp cái cây và nó bảo vệ được cái kè của mình các bạn. Thành ra các bạn hỏi cái kè mình xài tốt không thì thật sự trả lời các bạn là ăn khô mình xài các bạn ơi. Ha, phải nói là ăn khô mình xài cái đã. Cái đồ gì mà mình xài nó cũng là mức độ của nó đó. Hư hay là cũng hư ăn thua mình xài các bạn, xài quá trớn thì nó sẽ mau hư thôi ha. Mình luôn nương nó nương với nhau để mà sống ha thì nó ngon các bạn đó. Mình sẽ cạp cái này cho nó, cạp cho nó, cho nó không có cây luôn ha đó. Kéo làm cá quyền thoại ha, cũng xài được các bạn ơi. Đó. Nó lớn như cạp láng, kẹp láng luôn, cắt láng luôn ha. Nó này mình thả keo vô, rồi bây giờ trước mắt á thì mình vô dây mình lắc cái cành này xuống rồi xem. Đó thì đây mình dùng cái dây nhôm mạ đồng các bạn. Ha. Mình vô nó 2-3 giây đi. Bởi vì cái cây sam trái này các bạn nó rất là cứng. Thành ra là mình nên dùng cái dây nhỏ, mình vô nhiều dây các bạn, mình lắc nó không bị gãy các bạn ơi. Cái sam trái thì cái thằng nó mới lên đó là bạn, nó có cái màu xanh mà mình vô dây mình lắc á thì nó mềm, nhưng mà cái màu xanh lắc á thì nó dễ bị chết nhánh các bạn. Nó mình để cho nó chuyển sang màu nâu á thì mình mới vô dây thì nó không bị chết nhánh, mà lại đó là nó dễ bị gãy các bạn đó. Thành ra đối với cái sam trái này nè thì uống nó tương đối khó các bạn ơi. À, nó khó hơn là linh sam càng thăng ha. Đó, thành ra là khi mình uống thì các bạn nên lắc cho nó chậm chậm thôi, từ từ ha. Đó, vô dây thì nên vô nhiều dây chứ không thôi là mình lắc mạnh cái nó gãy các bạn đó. Nhưng mà đối với sam trái thì các bạn thấy khi mà mình uống á, nó bị khuyết dây á, thì nó rất là nhanh, nó nhanh liền các bạn. Thì cái khuyết dây càng nhanh, khuyết dây á, thì đồng nghĩa với lại cái nhánh nó càng nhanh chuẩn theo cái dây, cái chiều mà mình uống đó các bạn. Tức là thay vì mình uống vô là khoảng 2 tháng 3 tháng gì đó mình tháo dây ra, thì đối với cây sam trái này nè nó tầm khoảng, nếu mình uống ngạt đó tầm khoảng 1 tháng các bạn mình có thể tháo dây được rồi. Nó ăn dây rất là nhanh các bạn đó. Thì nó ăn dây nhanh như vậy thì cái nhánh nó sẽ cố định theo cái chiều uống của mình rất là nhanh các bạn đó. Thành ra là mỗi cái loại cây đó các bạn nó sẽ có một cái nết khác nhau đó, nó có sự phát triển khác nhau. Thành ra là có khi các bạn hỏi là uống dây vô dây thì bao nhiêu lâu tháo ra thì nó cũng tùy theo cây các bạn, tùy cái cây phát triển nữa, nhưng mà nó tầm khoảng thì 3-4 tháng, 4-5 tháng đó các bạn, tầm cái khoảng đó thì mình nên tháo ra được rồi đó. Khi mình tháo ra thì mình có thể mình vô lại một lần dây nữa các bạn đó, để mình dặn nó lại thì cái cây của mình nó mới chuẩn được. Chứ mình không thể nào mà uống mà một lần mà tháo dây ra là nó xong được các bạn ơi. Thì các bạn thấy cái nhánh này mình lắc theo cái ý ban đầu của bạn đó, thì bắt đầu cái nhánh trên này mình tiếp tục lắc xuống thì nó có một cái mầm ở đây nè các bạn thấy không đó. Khi mình lắc xuống mình lắc một co đó bạn, cho nó bay theo cái cành dưới đó các bạn đó, thì nữa nó đâm nhánh ra thì mình uống thêm đó. Trước mắt thì mình lắc một co, anh bỏ đây đi, rồi cái phần ở trên đó thì nó có một cái mầm nhỏ sẵn đó. Thì tương lai nó sẽ đâm cái nhánh lên nữa, mình để mình dựng đỉnh lên thêm một đoạn nữa các bạn. Đó thì cái hôm nay thì mình sẵn mình uống ba cây mình chia sẻ các bạn đó cái cách mà định hình đó các bạn đó, những cái điểm mà mình mới chỉ đó thì sau này nó đâm ra thì mình uống thêm những cái tán đó. Thì đầu tiên vô thì mình nên định hình nó đó, rồi mình cái nước đầu đó, rồi tới cái nước sau mình uống nữa thì nó theo ý mình đó các bạn đó. Còn ở trên đây là mình có thể mình cho một nhánh nó đổ theo xuống nó nè các bạn. À, để nó tạo có cái cảm giác nó kín tàn hơn các bạn, nó có nhiều nhánh nó đỡ khoảng trống ở đây ra, nó đỡ đơn điệu hơn các bạn. Nó thành ra trong cái cây bonsai thì các bạn thấy rất là nhiều cách uống các bạn ơi, ha, mỗi người có một cách uống riêng chứ không ai mà bắt mình uống theo giống ai đâu các bạn. Nhưng mà ở đây mình chỉ chia sẻ các bạn là theo cái quy luật thiên nhiên các bạn, tức làm sao lúc nào mình cũng phải hướng về thiên nhiên, tức là cái cây nó sống nó sẽ như thế nào, cái bản năng của nó mà,
thì bản năng các cây đổ thì các bạn thấy thường thường thì đổ á, ở ngoài thiên nhiên thì các bạn thấy do phong ba bão táp gì đó, do xói mòn của đất đai thì cái cây nó sẽ bị ngã đổ xuống, nó theo một cái bực đất nào đó hay gì đó nó đổ xuống, thì khi nó đổ xuống thì nó phải vươn lên các bạn đó. Thì sau khi mà mình uống cây thì cũng vậy, mình uống cho nó xuống xong rồi mình sẽ uống cho nó vươn lên, những cái tay cành sau này mình cho nó hướng lên các bạn, thì nó mới thể hiện được cái sức sống mãnh liệt của cây các bạn ơi. Đó, nó là vậy. Thì cái cây này mình đã lắp xong các bạn đó, ý tưởng ban đầu thì mình làm theo ý tưởng ban đầu rồi đó, mình đã lắp xong cái cành nhánh rồi đó, bây giờ mình chỉ chờ thời gian sau nó sẽ đâm ra thêm rồi mình uống thêm thôi đó. Thì theo cái ý là mình uống đổ xuống rồi mình cho những tay cành nó vươn lên các bạn đó, thể hiện cái sức sống của cái cây mà khi mà bị đổ ngã các bạn ơi. Rồi tiếp tục cái cây này, cây thứ hai thì cũng vậy các bạn đó, thì mình cũng một lùm nhánh nè, mình cũng cắt tỉa, cây này mình đã uống một nước rồi nè các bạn, nó cũng có dây nhôm trong đây nè, thì bây giờ trước mắt thì cắt tỉa nó ra sạch sẽ rồi mình uống nó định hình nó lại thôi, cũng như cây trước các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ các bạn uống ba cái cây sam núi, ba cây sam trái đó các bạn, mà cắt ra từ cái rễ. Thì mục đích của mình muốn chia sẻ các bạn là những cây mà độc lạ đó thì mình nên cắt từ cái rễ ra các bạn, còn nếu mà mình dăm cành đó, hoặc là chiết cành đó, thì nó khó có được cái bộ rễ như thế này các bạn. À, nó cũng được chứ không phải không, nhưng mà nếu mà mình tạo ra thì nó rất lâu các bạn, mà nó cũng chưa chắc được cái bộ rễ đẹp như thế này nữa đó. Thành ra là các bạn có thể dăm cành, thì cái cách dăm cành đó thì mình đã chia sẻ nhiều rồi, nó dăm cành rất là dễ các bạn, cái cách dăm 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 rễ chứ, dăm rễ rất là dễ các bạn ha. Mình cắt những rễ nó ra thì mình dùng cán dừa với lại mình chọn ít cát thôi là mình dăm nó thôi. Thì thường thường á các bạn, cái rễ á các bạn dễ biết lắm, nhìn cái đầu rễ á, thường thường nó lên một lùm vậy đó, một chồm nhánh nó nằm ngay chân một mặt cắt á, thì cái loại đó là chắc ăn là người ta đã dăm từ rễ đó các bạn ha. Còn cái nếu mà mình dăm cành ấy, thì nó có một cái cành lên thôi, hoặc cái cây chiết ra thì nó cũng có một cành lên các bạn, chứ nó không có một lùm nhánh giống như là một cái rễ thế này đâu đó, thành ra nhìn rất là dễ biết đó. Sau khi mình dăm những cái rễ thì mình sẽ có những cái cây đó, nó độc lạ các bạn. Thì ba cái cây này mình giao lưu các bạn ơi ha, ba cây này thì mình giao lưu, thì các bạn nào mà muốn sở hữu ba cây này á thì mình cũng nói trước các bạn là ba cây này mình giao lưu với điều kiện đó là các bạn phải mua ba cây ha. Thứ nhất, thứ hai nữa đó thì mình làm một cái clip nữa các bạn, tức là hoàn tất cái cây này nó tầm khoảng 2 3 tháng các bạn ơi, nếu mình nuôi từ đây đến 2 3 tháng đó nó mới hoàn thành cái cây này theo cái ý của mình. Thì cũng có rất nhiều anh em đó là cũng có nói với mình đó là sau khi mà những cái tác phẩm mình làm hoàn thành đó, thì cũng muốn sở hữu. Đó, với cái ý là muốn mình làm cho nó thành phẩm cái cây luôn các bạn. Đó, thì ở đây mình giữ lại ba cái cây này, mình làm cho nó thành phẩm theo cái ý của mình. Nếu mà các bạn nào mà thích theo cái phong cách của mình đó, thì có thể sở hữu ba cây này trong vòng 3 tháng nữa mình sẽ giao. Đó, các bạn có thể lấy thì gọi cho mình ha. Đó. Rồi ba cây này thì mình làm trong vòng 2 3 tháng gì đó. Thì nếu mà chừng nào nó chuẩn cây luôn thì mình mới giao các bạn. Đó, nó là vậy. Thì đặc biệt ba cây này là ba cây sam trái nữa các bạn, có trái bình thường ha. Đó, mình uống theo cái phong cách là nó vừa hơi đổ mà theo cái cách là nó hơi quái lạ chút các bạn ha. Chứ nó không phải như là cái cách đổ truyền thống các bạn. Thì mình dùng cái cách là đổ mà có cành lợp các bạn. Ha. Vừa đổ vừa cành lợp lợp theo thì cái cành với lại cái nhánh đổ nó sẽ kết hợp với nhau, nó tạo lên một cái tán sum xê các bạn. Đó. Theo một cái ý chí ban đầu, ý tưởng ban đầu thì một cái đổ mà không đổ các bạn. Mình thì thường mình làm chia sẻ các bạn là những cái đổ của mình đó thì theo một cái phong cách là cây đổ ngã nhưng mà ý chí vươn lên các bạn. Đó, mình cũng thường chia sẻ các bạn thì cái ông bà xưa của mình đó thì làm thường làm cây đổ thì muốn gửi gắm cái tâm tư, cái tình cảm của con người vô đó các bạn ơi. Khi mà cuộc sống nó có nhiều cái vấp ngã thì có thể là vươn lên, mặc dù nó có vấp ngã như thế nào, nó có khó khăn thế nào cũng phải vươn lên, ý chí vươn lên rất là cao trong cái cây của thể hiện trong cái cây bonsai của mình các bạn.
Nó thành ra khi mà mình cho nó uống đổ xuống thì lúc này thì mình mới định hình, các bạn thấy là hoàn toàn là đổ xuống hết. Thì đến lúc một một vài tháng sau đó bạn, mình có thể mình làm cái clip mình chia sẻ bạn cái cây mà nó đã hoàn chỉnh đó, thì ý chí vươn lên của cái cây các bạn. Bây giờ trước mắt thì các bạn thấy nó đổ ngã hoàn toàn ha. Đó, đến lúc mà mình sẽ cho cái tay cành nó vươn lên các bạn. Ha, đó, để nó thể hiện cái mục đích của mình các bạn. Cái mục đích của mình là khi mà đổ xuống rồi là vươn lên. Đó, tìm mọi cách để mà sống ha. Đó, thì ba cây này mình là ba cái tác phẩm mà mình cố gắng mình làm cho nó đạt theo cái ý ban đầu của mình các bạn. Đó, các bạn nào mà thích cái sở trường của mình, thích cái ý cái cách làm cây của mình, rất nhiều bạn đã gọi cho mình rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ba cái tác phẩm này. Đó, cố gắng mình làm, mặc dù là 2 tháng, 3 tháng hoặc 4, 5 tháng gì đó mình cũng cố gắng mình làm các bạn ha. Làm cho nó chừng nào mà mình cảm thấy được thì thôi. Thì trong đây mình có cái cây này nè các bạn, mình có phối thêm một cái cành rơi thẳng nữa các bạn. Đó. Thì bởi vì cái cây này nó có cái cảm giác là nó trong tranh nè, các bạn thấy nó cái điểm rơi của nó từ ngay xuất phát từ trong cái mép chậu đi ra thì nó giống như là đang chuẩn bị rớt xuống vậy đó. Thì ở đây mình có pha thêm một tí gọi là phá cách nghệ thuật trong đây các bạn ơi. Đó, các bạn xem thì có thể góp ý thêm cái cành rơi này của mình. Đó, cái cành rơi mà rơi thẳng xuống nè. Đó. Thì cái này nói chung là nó cũng không phải mới các bạn ơi. Cũng không phải là do ý của mình mà tạo ra ngay từ đầu đâu. Cái này thì nói chung là cũng có anh em làm rất nhiều rồi. Ý tưởng này không phải của mình á, ăn cắp ý tưởng các bạn ơi ha. Cái nào mình thấy nó hay thì mình có thể mình uyển chuyển thêm cái tác phẩm của mình các bạn. Đó, mình có thể mình học hỏi thêm, thì ở đây mình cũng đưa cái mình vận dụng những cái gì đó của anh em đã làm rồi. Đó, mình đưa vào tác phẩm của mình. Đó, cái đó là mình nói thật cho các bạn ha. Thì tiếp tục là một cây nữa các bạn. Cây này thì nó có một cái rễ nó tương đối nó dài các bạn. Ở trên thì có một chòm rễ rồi. Nhưng mà nó có một cái rễ dài nó xoắn dặn nó đi xuống thì thấy nó cũng hơi lạ các bạn. Thì trước mắt là mình cũng cắt nó ra rồi. Ở đây mình có thể mình chừa một cái tán nhỏ ở đây các bạn. Sau này mình có thể dựng cái đỉnh nhỏ ở đây. Đó. Rồi một cái cành rơi của nó, một cái cành đổ của nó thì nó dài lằng ngoằng nó đi ra. Thì theo cái nguyên bản của cái rễ nó đã có sẵn rồi các bạn. Đó. Thì mình chỉ có chế nó lại tí thôi. Để cho nó độc lạ các bạn. Ở đây thì bạn thấy lúc nào cũng hướng về cái độc lạ các bạn. Mình lúc nào cũng hướng về độc lạ ha. Không có, nó không có làm cho nó trùng nhau đó các bạn thấy. Thì ở đây mình dựa trên cái khuôn cây, cái mẫu cây đó, nó đã có sẵn các bạn. Mình uyển chuyển nó thêm để tạo ra những cái gì đó nó lạ, chứ chứ mình không hướng những cái cây nó giống nhau các bạn ơi. Các bạn thấy mình thường làm thì mặc dù cây đổ đó nhưng mà nó không giống nhau. Thì cái mục đích mà mình thường chọn những cái cây đổ, cây nghiêng, rồi cây ngã, rồi cây bay gì đó các bạn, thì nhằm mục đích là tạo ra những cây nó không giống nhau mà. Chứ nếu mà mình chọn cây trực á, các bạn thấy thì cây trực thường nó rất là dễ giống nhau ha, nó khó mà phá cách được các bạn đó. Còn các bạn thấy khi mà mình chọn được cây đổ đó, đặc biệt là cây đổ ha, rất rất là nhiều cái cách đổ đó, rất nhiều cách đổ, nhưng mà chung quy á, thì hồi nãy mình chia sẻ các bạn rồi, đổ đổ xuống nhưng mà làm sao mà có cái sức sống quanh trở lên là đạt. Đó, mục đích của mình chỉ vậy thôi. Đó, thì các bạn xem thì các bạn có thể góp ý thêm của mình. Mình lúc nào thì đâu có phải là hay đâu các bạn. Các bạn cứ nói cho mình hay, thật sự không hay các bạn ơi. Lúc nào mình cũng muốn cố gắng học hỏi tất cả ý kiến các bạn hết á. Bạn có thể góp ý cho mình. Thật sự mà nói thì trong thời gian qua đó thì mình làm rất là nhiều cây, cũng đọc rất là nhiều cái ý kiến của các bạn. Thì trong đó những cái cây mình làm là cũng có một phần góp ý của các bạn các bạn ơi. Đó. Mình học hỏi rất là nhiều á, có cái có bạn thì góp ý rất là hay đó. Thành ra mình khi mà mình làm thì cũng có một số là mình đã học được những cái ý kiến của bạn mà góp ý cho mình, đóng góp cho mình thêm đó. Thì các bạn cứ mạnh dạn ha, góp ý cho mình đó. Thì cái cây này á, các bạn thấy nó cũng rất là lạ các bạn đó, cái rễ nó dài thay vì mình vô dây á các bạn ha, mình vô dây cái rễ này nè, cái rễ mà cong vòng vòng lên đó, mình vô cái đường dây lớn mình vẫn uống nó được các bạn. Nhưng ở đây đặc biệt là mình không uống các bạn,
ha, mình giữ nguyên bản cái rễ mà nó cong vòng nó đó, nó để nguyên luôn. Đó, thể hiện cái rễ nó tự nhiên của nó các bạn, mình chỉ cần làm cái tán nhánh thôi. Đó, cái tán nhánh này thì mình cũng lắc vài cái co để cho nó không có ngặt lắm các bạn, nó tương xứng với lại, nó phù hợp với lại cái bản năng của cái phần rễ mà nó co đi ra, các bạn thấy nó không có ngặt nghèo, các bạn thấy không? Đó thì khi mình làm thì mình cũng tương tác giữa cái cách làm với lại cái bản cũ của nó các bạn, cái rễ cũ của nó các bạn. Đó, thì ở đây cái rễ cũ của nó các bạn thấy thì theo nguyên bản nó là có những cái co tầm ở trong đi ra thì rất là thông, nó không có ngoằn ngoèo lắm các bạn, nó không có gắt ha. Thì thành ra khi mà mình lắc những cái co ở ngoài của cành nhánh này á, thì cũng nên lắc làm sao cho nó thông thả các bạn ha, đừng có nên mà mình lắc nó ngặt nghèo lắm. Nếu mà những cái cây mà ở trong nó ra nó ngặt á, thì mình lắc ngặt theo nó các bạn. Đó, để tạo cho nó hài hòa giữa cái phần thân với lại cái phần nhánh các bạn. Đó thì các bạn thấy cái nghệ thuật nó là vậy các bạn ha. Lúc nào mình cũng phải có ý theo cái phần nguyên bản của nó. Đó, thứ hai nữa là mình học hỏi theo ngoài thiên nhiên các bạn, để mình vận dụng vô cái cây thì nó mới ra một cái tác phẩm mà thực sự nói là nó để mà mình thưởng thức nó hài hòa các bạn ha, hài hòa giữa cái bản thân của cái cây cũ và cái cách làm mới của mình. Đó thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một lượt ba cây luôn. Đó, video nó hơi dài các bạn chịu khó theo dõi ha. Thì cái cây cuối cùng là một cái cây mà phải nói là mình cũng cũng thấy nó cũng lạ đó các bạn. Bởi vì cái rễ của nó thì như nãy mình nói đó, thì các bạn thấy không? Nó không có gút mắt ha, nó không có ngặt nghèo như những rễ khác, nhưng mà nó chỉ có một cái lò xo thôi. Thường thì mình lúc nào cũng chê cái lò xo các bạn. Cũng thường chia sẻ các bạn cái lò xo thì nó không hay, nó dập khuôn. Nhưng ở đây thì mình cố tình để cái lò xo này lại các bạn. Nó có cái gì đó nó lạ lạ các bạn. Ở ngoài mình uống những cái cành nhánh thì không có ngặt nghèo lắm, theo cái co nó hơi lê lê. Đó, rồi ở trên đây mình dựng một cái đỉnh nó cũng hơi nhỏ đó các bạn. Sau này mình có thể nó đâm những cái cành nhánh ra mình dựng cho nó ngắn lại các bạn. Nó tạo một cái tán thật là lùng lực ở đây nè các bạn. Nha, không nên nó dài lắm đâu. Đó. Thì các bạn xem video có thể góp ý thêm cho mình ha. Thì ba cái cây mình đã hoàn chỉnh đó các bạn. Đó thì bây giờ mình mời các bạn xem lại cái cây ba cái cây mà mình đã uống rồi các bạn. Nó cây này là cây đầu tiên nè, thì nó có những cái cành rớt mà nó ba cành nó rớt theo nhau các bạn ha. Đó. Cái bộ rễ của nó thì cảm giác cái bắp trên nó rớt xuống rồi. Thì mình tạo thêm ba cái cành rớt thêm nữa. Thì ba cành này các bạn thấy thì ba cái cốt cành thôi. Đó, tương lai nó đâm ra thì mình có thể mình giật những cái tay cành nó vươn lên các bạn. Bây giờ các bạn thấy thì nó hoàn toàn rớt xuống. Nhưng mục đích của mình thì rớt xuống xong rồi mới vươn lên các bạn. Thì ở đây cành nhánh nó sẽ sau này nó sẽ đâm ra các bạn. Ha, mình có thể mình cho nó vươn trở lên. Đó. Rồi, cây thứ hai thì các bạn thấy thì nguyên bản cái cây cái bộ rễ bắt đầu của nó các bạn thấy nó những cái co rất ngặt nghèo các bạn thấy không? Nó khi mà mình vô dây mình uống những cái tay cành của nó thì cũng ngặt nghèo luôn, để cho nó hài hòa giữa cái phần rễ cũ của nó với lại cái cành mới mình mới uống các bạn. Đó. Các bạn thấy thì cái cách mà mình uống cây nó là vậy các bạn. Chứ mà nếu mà cái phần thân của nó mà nó thông thông đó, thì mình nên uống những tay cành cho nó thông theo. Đó, để nó hài hòa giữa phần thân với phần cành đó các bạn. Thì ở đây mình có phá cách là mình thả một cái cành rơi. Đó, một cái cành rơi thẳng xuống các bạn. Đó, tạo cảm giác này cho nó lạ thôi. Thì các bạn có thể góp ý thêm cái cành rơi thẳng này cho mình ha. Có thể là được hay là không. Rồi tiếp theo thì cái cây thứ ba nè các bạn. Đó, thì cây thứ ba thì mình đã giải thích các bạn là nó thông thả theo cái co lò xo của nó rồi. Ở ngoài thì mình uống lê lê. Rồi thì ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn ba cái cây. Đó, bạn tham khảo có thể góp ý thêm cho mình. À, các bạn nào muốn sở hữu ba cây này thì có thể gọi cho mình ha, mình sẽ giao lưu các bạn ba cây này với điều kiện là mình sẽ làm cho nó hoàn thành các bạn ơi, theo ý của mình. Đó. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem, đặc biệt nhớ đăng ký cái kênh của mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.